Bị ấy rồi. Đấy rồi, bơm lại đi. Đi làm sao? Chẳng thẳng xuống dưới mà bơm. Cháy đâu rồi? Ôi, kể đấy. Được rồi, 30. Thôi mày lấy ra luôn đi, lấy ra cũng kiểu này luôn đi. Sao hôm nay lại kém ấy nhỉ? Anh Phùng ơi, anh làm sao? Thủy Thủy đang khảo sát đấy hả? Xem hả? Đến 1 phút 30 giây. Úp được hả? Bây giờ là úp được hả? Không, tự nhiên úp ra. Thế cậu tính được gì? Cậu tính được gì? Bây giờ cậu tính được gì? Mỗi sáng này dậy bật một quy trình ngồi xem. Đây. 3 phút cảm giác mình đi đông máu nào. 1 phút 45 giây nhá. Đi. Bởi lẽ nhá, một cái là 2 phút 30 giây. Một cái sau là bao nhiêu nhỉ? 1 phút 30. Tranh nhau có 60 giây thì làm sai rồi. Con điện. So với mình lý mà. Nhưng mà bởi mày lấy máu ống khác mày có thay đầu côn không? Không. Có đây. Nhưng mà cái lần thực ra sai rồi. Nhớ. Máu rồi. Thôi sai rồi, sai thì chốt. Đấy là. Mấy em cũng lại tới tí lần nặng nhá. Kéo chơi. Với cha tới 2 phút 19 rồi mà nó vẫn còn chưa. Thằng này kéo dài rồi. Ơ thế này là muốn phải làm một người làm. Nhưng mà cái bởi đấy còn làm một chút ra chỉ. Tôi nói quy trình như ai bảo cô là bảo vật. Đâu rồi, có dân. Tuyết ơi, mày về nên kiểm tra và tiêm phòng đi thằng Tuân. Đông người hay vậy? Ồ, mình làm đề á. Hai phút 19 giây. 3 phút 19 giây. Chưa đang cho đến 3 phút.